Sáng nay ngày 10 tháng 10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên họp trọng thể với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 108.000 đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Đến dự đại hội, về phía Trung ương có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Về phía lãnh đạo thành phố có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển Đà Nẵng. Với khẩu hiệu đoàn kết tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển. Mục tiêu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ đến là xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi phát triển lành mạnh, toàn diện, có lý tưởng cách mạng, có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cấp bộ đoàn tại địa phương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đoàn các cấp cần tiếp tục xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Nhận thức rất rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên cần lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp, thu hút được từng lứa tuổi đối tượng đoàn viên thanh niên thiếu nhi, không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức tuyên truyền giáo dục, phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điểm thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tư tưởng, lối sống lệch lạc, thực dụng ích kỷ. Bí thư Thành ủy lưu ý, Ban Thường vụ Thành đoàn phải thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên, trọng tâm là chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp cần có những giải pháp phối hợp với các cấp các ngành để kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm tạo việc làm phù hợp, bền vững, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia vào phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố. Về việc thực hiện, các phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện cần phải gắn với nhu cầu từ thực tiễn của đời sống xã hội, với những yêu cầu mà thành phố đã đặt ra. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu Ban chấp hành Thành đoàn khóa mới phải đặt quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động đoàn, thay đổi tư duy, cách thức tiếp cận, chống bệnh thành tích, phải thể hiện được khả năng dẫn dắt trong đoàn kết, tập hợp thanh niên.